Hồi xưa cài được chứ giờ hết cài được rồi coi nè. Máy bụng bự thấy. Nhìn quá. Ôi xưa tại bụng mày nhỏ mày ơi. Giờ mình đi vô mình hái đọt mây mình hay ăn cho mọi người coi là hãy chỉ cây mây luôn nha. Đó cây mây đó. Nó nhìn vô nó chỉ nó nói đó cây mây đó mình chỉ biết ừ thôi chứ mình biết cây nào đâu. Cây mây cây nào đó. Không. Kiếm một đợt mây đâu lên giảm đó. Nó đi hay gì vậy? À, thấy cái lỗ sợ đưa đây. Mày nhảy xuống cái lỗ này luôn hả? Mày quay phải đi rồi. Ăn được cái đợt mây cũng chạy ra chắc vậy. Chui vô rừng rồi thấy không? Trùng có thú dữ gì không? Dạ không? Côn trùng là có chắc rồi. Vô đẹp quá nguyên cái rừng chuối luôn nè.
ấy à, rồi bầm mắt cá luôn. Cho nên tất cả chúng ta phải biết trân quý những gì chúng ta đang ăn nha. Thật ra là ăn càng thứ mà nó lạ lùng là càng phức tạp. Giờ quăng này xuống trước đi. 1 rồi, xuống rồi, tới đây dễ xuống rồi. Chạy tay hết rồi. Đồ khôn hơn rồi, khôn hơn rồi. Có dao làm gì đúng không? Quên mây hả? Ủa? Này cuộc đua kỳ thú là không được tính điểm á. Tưởng đang làm MC. Mọi người ơi, cái này một cuộc đua kỳ thú mà cho mỗi đứa lên hái chừng chục đợt mây xong về chắc gây lộn bính lộn luôn. Mây nó đâm lũng đít té. Mình khi bị một quy phim quýnh luôn á, cầm mấy cây mây quơ quơ này nè. 1 xíu ngay bìa rừng thôi, về mà không bấm máy chắc quạo chết luôn ha. Đây à, đây 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 đây, thành quả của mình đây. À. À. Bây giờ mới coi lại, không thể. Cái con này đây, nó ngựa gì này? Ngựa gì? Nó đâm nguyên cây vô, ai à, thốn luôn rồi kìa. Ui, ui, ai à, mệt đứt quá. Xong giờ nó mới lóc ra vậy hả? Đúng không? Dạ đúng rồi. Ây da, ăn được 5.000 của người bình thường cũng khó thôi nha. Lên rừng nha, chì da chóc dãy nè, xong rồi bắt đầu đốn. Đốn xong ra tỉa nè. Gọt mấy cái này thấy không? Vậy mà lúc mà mình ăn vẫn bị á, là những cái dầm nhỏ hơn phải không? Đó. Xong cái rồi mình nướng lên. Tắt cho mọi người coi xíu. Lúc nướng mình cũng tắt như vậy. Hả? Chuẩn bị lấy cái khúc mình cần lấy nè. Ây da, cái dầm nó đau quá. Không đau chân quá. Rồi lấy khúc này phải không? Đó. Lấy được cái khúc này rồi mà mệt chưa anh? 5.000 khúc vậy nè. Bữa nào đi kiếm gần chục khúc ha. Ngày kiếm 50.000. Mình sẽ có dịp mình sẽ chỉ các bạn tỉ mỉ cách nấu. Nhưng cái này có xào trứng luôn. Có hầm giò heo luôn. Một cách ăn mà thông dụng nhất, dễ nhất là nướng lên lột ra lấy cái khúc non nhất, ăn chấm muối. Nó có cái hậu rất đắng nhưng mà ngọt cực kỳ luôn. Ăn cái gì vô miệng mình cũng thấy ngọt hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đi chặt mây này của mình. Định bỏ cuộc rồi bởi vì sáng ngủ dậy mệt quá. Mà khi vô thấy bìa rừng nó đẹp, cảm hứng lên, leo lên hái được cây mây này cảm thấy ý nghĩa, vui. Mọi người coi được cái này cũng thú vị nữa, té mòn đít luôn. Ồ, té thốn đít luôn. Về chắc cái đít nó bầm như hoa văn vậy. Chết. Cái cây này mà quýnh, trời ơi, cha tấn hai chắc chết rồi. Trời ơi, nằm xuống mà lấy cái cây gõ vô đít, trời ơi, tháo ra 100 miếng dầm. Thank you.